Xin chào các bạn đã quay trở lại với Surface City. Thời điểm này các bạn có thể lựa chọn một chiếc máy tính có thiết kế mỏng nhẹ đẹp, có thể cầm nắm đi lại được thoải mái, có màn hình cảm ứng lớn 13 inch thì các bạn có thể lựa chọn một chiếc Surface Pro 5 thời điểm hiện tại với mức giá khoảng tầm dưới 10 triệu. Tuy nhiên thì đối với phiên bản Surface Pro 5 thì mình khuyên là các bạn nên lựa chọn phiên bản dung lượng RAM là 8GB và con chip sử dụng là Core i5. Lý do là bởi vì 8GB RAM thời điểm hiện tại mới là mức dung lượng RAM vừa đủ để các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không cần phải lo lắng vấn đề tràn RAM hay cái gì cả. Nên mua con chip i5 là bởi vì những phiên bản thấp hơn sử dụng con chip là Core M3. Đây là một trong những con chip mà hiệu năng nó không quá là cao, nó phù hợp với những thiết bị nó nhỏ gọn hơn. Ví dụ như là Surface Go 3 chẳng hạn. Surface Pro 5 có quạt tản nhiệt mà, nếu mà dùng Core M3 nó phát sinh ít nhiệt và nó hiệu năng thấp nữa thì nó hơi bị phí mà, đúng không? Thế nếu như mà các bạn lựa chọn phiên bản Core i5 và dung lượng RAM 8GB trở lên thì các bạn sẽ có mức giá rơi vào khoảng là 11 triệu ở tại Surface City. Mà nếu như trong tầm tiền đó các bạn chỉ phải bỏ thêm khoảng 2 triệu nữa để nâng cấp lên phiên bản Surface Pro 6 với cấu hình tương đương. Thế thì có nên cố từ phiên bản Surface Pro 5 lên phiên bản Surface Pro 6 chỉ với 2 triệu hay không? Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn cố thêm 2 triệu đó thì các bạn sẽ được thêm những cái gì nhá. Surface Pro 5 và Surface Pro 6 có thiết kế gần như là y hệt nhau. Vẫn là cổng DisplayPort, cổng USB-A, chưa có cổng USB-C nhá. Mãi đến Surface Pro 7 thì mới có cổng USB-C. Vẫn sẽ có khe cắm thẻ nhớ MicroSD để các bạn có thể mở rộng dung lượng bộ nhớ trong. Chân kickstand thì vẫn có thể mở được các góc rộng như nhau. Thế thì ở phiên bản Pro 6 chúng ta sẽ được hơn cái gì? Chúng ta sẽ được hơn màu sắc mới. Ở chiếc Surface Pro 6 thì nó chỉ khác biệt duy nhất là ở màu sắc, đó là màu Midnight Black. Ai cũng biết là màu bạc, màu silver là một màu tiêu chuẩn của những chiếc máy tính Surface. Vì vậy có thêm màu Midnight Black nó cũng hấp dẫn hơn, nó cũng thú vị hơn rất là nhiều mà, đúng không? Nhìn ở bên ngoài thì màu Midnight Black trông nó rất cứng cáp và nó đẹp mắt hơn khá so với màu bạc truyền thống của Surface. Cái điều thứ hai mà các bạn nhận được đó chính là cấu hình cao hơn. Ở trên chiếc Surface Pro 6 chúng ta sẽ có con chip Core i5 thế hệ thứ 8, còn ở trên phiên bản Pro 5 thì chúng ta sẽ chỉ có Core i5 thế hệ thứ 7 thôi. Hiệu năng của chiếc Pro 6 thì hơn khoảng 50 cho đến 67% theo số liệu của Microsoft công bố so với phiên bản Surface Pro 5. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù Pro 5 và Pro 6 đã ra mắt một khoảng thời gian dài rồi, nhưng các bạn vẫn có thể sử dụng hai chiếc máy này để làm các tác vụ văn phòng, lướt web, xem tin tức, thậm chí là các bạn vẫn có thể edit video nhẹ nhàng, chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng ở trên chiếc máy này. Ngoài hai con chip được nâng cấp ra thì các thông số còn lại như là RAM, như là bộ nhớ trong thì như mình đã chia sẻ với các bạn ở phần đầu video. Ở Surface Pro 5 chúng ta sẽ có nhiều những cái phiên bản có cấu hình thấp hơn để mức giá nó được thấp hơn khá nhiều so với Pro 6. Tuy nhiên thì nếu như các bạn để có thể sử dụng tốt và thoải mái thời điểm hiện tại nên lựa chọn phiên bản Core i5 và sử dụng dung lượng RAM là 8GB. Còn các phiên bản thấp hơn ví dụ như là 4GB RAM rồi 4GB RAM cộng với lại con chip Core M3 thì thật sự nó sẽ không khác quá nhiều so với trải nghiệm mà các bạn nhận được khi lựa chọn những chiếc Surface Go mà có kích thước siêu nhỏ gọn như thế này. Và nếu như mà trải nghiệm nó tương đương với những chiếc máy nhỏ gọn như thế này thì các bạn mua hẳn máy nhỏ như thế này dùng chắc là mang vác đi lại nó sẽ thoải mái hơn so với Pro 5. Nếu như một chút nâng cấp về mặt cấu hình ở trên chiếc Pro 6 chưa thật sự gây được ấn tượng cho các bạn thì sau đây sẽ là thông tin mà các bạn sẽ cảm thấy nó vô cùng hấp dẫn đối với chiếc Pro 6. Đó là vấn đề cập nhật lên Windows 11. Nhắc lại với các bạn là Windows 11 là một trong những phiên bản hệ điều hành Windows tốt nhất hỗ trợ cho màn hình cảm ứng. Có rất là nhiều thao tác cử chỉ được hỗ trợ ở trên chiếc Windows 11 và nó rất nhiều cái thao tác nó gần giống với iPad, nó dễ dàng hơn cho việc sử dụng với màn hình cảm ứng, với việc sử dụng cảm ứng bằng các ngón tay. Với màn hình cảm ứng kích thước lớn ở trên chiếc Surface Pro 5 hay là Pro 6 thì chúng ta sẽ có thể có rất nhiều thao tác cử chỉ thuận tiện để các bạn có thể sử dụng được hai chiếc máy này. Tuy nhiên thì vì một số yêu cầu về mặt phần cứng khiến cho chiếc Surface Pro 5 không nằm trong danh sách các máy được nâng cấp, được hỗ trợ chính thức bởi Microsoft để nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành Windows 11. Nhưng còn Surface Pro 6 thì lại có. Surface Pro 6 được hỗ trợ chính thức của nâng cấp lên Windows 11 để các bạn có thể tận hưởng những thao tác cử chỉ, tất cả những thứ giao diện hay ho của Windows 11. Nó sẽ đem lại cho các bạn cảm giác sử dụng y chang như một chiếc Surface Pro 9 chẳng hạn. ở thời điểm hiện tại. Anh lại điêu. Ok, nó sẽ không giống hoàn toàn, mình đùa. Nhưng mà đại khái là nó vẫn sẽ chạy được Windows 11 và mình nghĩ là Windows 11 nó đủ hấp dẫn để các bạn có thể lựa chọn phiên bản Surface Pro 6. Ok, vậy là hết những thứ mà các bạn sẽ được lợi hơn khi bỏ ra thêm khoảng 2 triệu để mua chiếc Surface Pro 6 thay vì mua chiếc Surface Pro 5 với cùng mức cấu hình. Ngoài những điểm mà mình vừa nêu ra thì toàn bộ ở trên chiếc Surface Pro 5 hay là Pro 6 thì nó cũng gần tương tự như nhau, thiết kế giống nhau, các cổng kết nối giống nhau, màn hình cũng 13 inch 2,8K cảm ứng 10 ngón cũng tương tự như nhau, độ nét các kiểu không có gì khác biệt cả, thiết kế cũng giống nhau, kickstand cũng giống nhau, ngay cả về hiệu năng, về trải nghiệm thì nó cũng gần như tương đương nhau. Vậy thì nếu như các bạn lựa chọn phiên bản Surface Pro 5 i8 Core i5 8GB RAM 128GB bộ nhớ trong thì mình khuyên là các bạn nên lựa chọn phiên bản Surface Pro 6 với cùng mức cấu hình tương đương. Còn nếu như các bạn không có nhu cầu về mặt hiệu năng quá cao mà các bạn có nhu cầu về mặt màn hình lớn chẳng hạn thì các bạn có thể lựa chọn Pro 5 nhưng với phiên bản cấu hình thấp hơn và mức giá của nó thì dưới 10 triệu thôi. Chúng ta sẽ có những cái phiên bản ví dụ Core M3 sử dụng 4GB RAM thì các bạn sẽ có được mức giá rất là hấp dẫn. Tất cả link tham khảo của Pro 5 và Pro 6 thì mình đều sẽ để ở phía dưới phần mô tả video này. Các bạn có thể click vào và xem thử. Video chỉ nêu ý kiến cá nhân của mình mà chỉ mang một cái tính chất so sánh rất là cá nhân theo cảm nhận cá nhân của mình. Các bạn thấy sao? Mời các bạn comment chia sẻ xuống phía bên dưới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.